Alo, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới nên chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món rất là đơn giản mà ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Alo Ngọc. Hello, bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay Ngọc có con gà ngon quá chừng nè. Ngọc sẽ hấp và giống như kiểu là hành gừng ha. Rồi mình làm cái nước giống như cái nước chấm cũng hành gừng mình ăn. Mà hôm nay là mình hấp ha. Thì gà là giống như gà hấp gừng vậy đó. Nhưng mà nó cũng đơn giản lắm ông bà cô bác anh chị nha. Cái con gà này nãy chị Linh mua này, con gà mấy phao, khoảng 2 phao mấy không chị Linh? 2 phao mấy 3 phao ha. Gà này là gà chạy bộ, mà chạy bộ ở đây nha, giống như là nó sẽ dai hơn cái con gà mà của công nghiệp ở đây nuôi, mà cái dạng mà gà mềm đó. Nó có hai loại gà, gà như gà tây vậy đó, nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng con gà nó rất là mềm ha. Con gà này thì nó là gà chạy bộ, nhưng ở đây nó không có dai giống như là gà bên Việt Nam, nó không có ngon bằng nha, nhưng mà nói chung là cũng là được, ngon ha. Thì con gà này Ngọc thấy chắc cũng gần 3 phao lùi lại đó nha. Gà này, rồi cái này là gừng, gừng với hành ha. Thì Ngọc có một củ gừng, và cái này thì để hồi nữa Ngọc bầm ra, Ngọc để Ngọc làm hành gừng ha. Còn con cái cục gừng bự này là nữa Ngọc sẽ nhét vô trong cái con gà này đó. Rồi Ngọc cũng bỏ mấy cái hành rồi vô cho nó thơm ha, trong cái bụng con gà, tại vì Ngọc hấp Ngọc cần nó thơm. Nhưng trước hết là mình cũng phải ướp nha, ướp cái con gà, ướp từ trong ra ngoài trước đó. Cái đây á là bột này á, là cái bột của giống như bột gừng ha. Ngọc có bột gừng ở đây. Con gà này đơn giản lắm nha ông bà cô bác anh chị, mình không có gì chơi hết, nó rất là lẹ. Mình về mình chiều mình làm ăn cũng lẹ, khoảng 15-20 phút mà mình cũng có ăn rồi đó ha. Nếu mà mình ốp trước cái con gà này rồi mình để trong tủ lạnh vậy đó, khi mình đi làm về cái mình bật cái sửng lên rồi mình bỏ con gà vô mình hấp, thì mình làm miếng hành gừng ra là mình đã có gà mình ăn rồi ha. Còn ở đây là bột ngọt, Ngọc bỏ một muỗng cà phê nha. Tại nhà Ngọc ăn bột ngọt được thì Ngọc muốn bỏ bột ngọt ha, bỏ một muỗng cà phê. Cái đây là đường, đây là muối. Còn đây là cái bột nêm gà, Ngọc cho cũng một chút xíu bột nêm gà vô nữa nha. Thì bây giờ Ngọc cho, trước hết mình nêm trong con gà, Ngọc cho 2 muỗng cà phê đường trước đi nha. Hồi nãy Ngọc có giống như là không tới cái muỗng cà phê mà bột ngọt đó Ngọc cho rồi ha. Giờ mình cho giống như mình ướp nguyên cái con gà này, mình cho giống như là 1 muỗng cà phê muối đi nha. Đó, một cái muỗng cà phê này là của cái bột nêm gà ha. Đó, Ngọc sẽ cho vô đây là gừng nha, tại vì con gà này gừng là nó cần phải có cái bột gừng đó. Ngọc cho 1 muỗng cà phê vô gừng luôn vậy thôi. Con gà này là mình ướp về nấu về gừng ha, cho nên Ngọc không có bỏ bột tỏi hay là cái gì hết nha, chỉ có gừng với hành thôi ha. Đó, rồi mình ướp vô con gà. Đó, mình ướp mình chờ nửa tiếng sau đó, hay 1 tiếng sau gì đó mình hả đem đi hấp ha. Là cái đó là mình gấp nha. Còn thường thường á Ngọc làm gì Ngọc thích buổi sáng buổi chiều ha, buổi chiều mình sẽ đi vô mình hấp. Bây giờ mình bỏ vô, mình xát từ trong ra ngoài nha ông bà các anh chị ha, xát cho con gà nó thấm nha. Còn nếu anh chị nào mà mình ăn mà giống như mình ăn mà mình sợ nó mặn rồi đó ha, thì mình giảm lại nha. Tại vì cái muối đó Ngọc bỏ nãy cũng 1 muỗng cà phê lưng, vậy Ngọc nghĩ là nguyên con gà này Ngọc nghĩ không có mặn đó ha. Còn mình muốn thì mình gia giảm là do mình nha. Mình phải ướp cái con gà này, ướp nó từ trong ra ngoài cho nó thấm nha, mình không là nó không thấm. Mình phải massage cho nó ha. Rồi nữa mình đi giống như mình hấp nó đó, thì nó đã thấm đều hết trên con gà của mình rồi. Thơm, có gừng vô cái nó thơm rồi đó. Có gừng vô là nó thơm xong rồi, một hồi nữa rồi mình Ngọc sẽ làm cái một miếng nước chấm nữa. Gừng đó là bột gừng á, mình mua trong mấy Ngọc mua cái đó tiệm nào như tay cũng có bán, giống như cái đó giả thôi đó nha. Cái đó tại đây bột gừng mà ha. Đó, giống như là giờ Ngọc ốp cái con gà ha, rất là thơm rồi đó nha. Mình phải nó xa hết đều cho nó cắn rồi mình cho nó đều hết trơn ha. Đó,
mà quan trọng là phần ở trong mình cũng phải để cho nó đều nha ông bà các bác chị ha. Đó, ngọc cỏ vô trong rồi là đều hết trơn ha, cho giống như mình cho nó thấm cái con gà của mình ha. Rồi bây giờ đó mình để đây đi nha, mình ớt quá chừng thơm, cái thơm mùi gừng lắm rồi ha. Đó, bây giờ Ngọc để qua bên đây rồi, bây giờ Ngọc sẽ chế biến vậy đó phần này ha. Cái này lẹ lắm, tắt nước ra làm sao luôn rồi đó. Cái gừng này á, là Ngọc xài một nửa này là mình băm cho nó nhuyễn ra ha. Mình băm cho nó nhuyễn ra đựng hồi đó. Mình làm gừng với hành đó ha, với mình lấy chút xíu hành lá với hành lá với cái gốc với một chút đó ha. Mình làm nhiều hết thì do mình, Ngọc chắc làm nhiều là đủ rồi. Tại cái này có con gà trắng cũng không có nhiều đâu ha. Còn mình ăn nhiều thì mình làm nhiều vô. Mặn cho nó có chút cho mặn mặn đi nha. Mình nhẹ nhẹ nó vậy đi nha. Rồi mình bầm cho tới nhuyễn vậy đó. Trời này ngoài đẹp chưa Linh hả? Bữa nay á, trời ngoài á, bữa nay nó bên Canada trời bữa nay đẹp lắm, bà của anh chị bữa nay 27 độ, mát mát. Có bữa nó lên 30 mấy thì nó hơi lạnh, lấy bậy bạ lạnh bị nóng cũng chết rồi lại. Thấy không? 3 mấy nó nóng, còn bữa nay 2 mấy nó mát mát. Bây giờ đây Ngọc về rồi Ngọc sẽ sắc thêm cái... mình sắc thêm cái hành nữa ha. Xong rồi Ngọc sẽ chờ cho khoảng hơn nửa tiếng nữa nha. Đó, vậy là được rồi đó. Hơn nửa tiếng, nửa tiếng cho cái gà nó thấm á, rồi mình đi hấp nó mới ngon. Tại vì Ngọc làm cho ông bà của anh chị nhìn thấy luôn thì Ngọc làm còn như vậy thôi, chứ thường Ngọc ăn là Ngọc sẽ làm trước, hay mình làm trước chiều vậy đó, mình bỏ vào tủ lạnh rồi sáng mình ăn, hoặc là nếu mà chiều mình ăn thì sáng mình làm vậy đó ha, trước khi mình đi làm á. Còn bây giờ Ngọc sẽ cho một miếng hành nữa ha, vừa lá vừa cộng đồ luôn ha. Mình cũng xác cho nó mỏng ra ha, xác cho nó thiệt mỏng ra rồi mình bỏ chung vô đó luôn. Cái này là nữa Ngọc làm hành gừng nha. Rồi họ Ngọc sẽ xác mấy cái gừng đó ra thành lát ha. Rồi mình bỏ vô trong cái bụng của con gà một mớ, rồi mình để mình lót ở dưới cái chỗ mình hấp á, trong cái sửng của mình đó ha, một ít nữa. Đừng mà khi mình hấp lên á, từ trong ra ngoài nó đều thơm ha, thơm cái mùi hành gừng của con gà ha, cho nó con gà nó ngon hơn. Trời ơi, cái hành này nó cũng cay nữa đó nha. Nói đây cái muốn khóc. Rồi bây giờ là cái này của Ngọc, Ngọc để bên đây ha, Ngọc sẵn Ngọc chia sẻ luôn nè. Rồi bây giờ cái phần gừng thì Ngọc cũng xắt ra luôn ha. Sợ gừng này nó thơm quá trời nha. Cái gừng bữa nay ngon thơm. Rồi Ngọc giống như bây giờ đó ông bà các bác chị, gà thì Ngọc đã ướp xong ha, gừng Ngọc cũng đã sắt xong rồi ha, đây cũng đã có rồi. Bây giờ đó Ngọc phải chờ nha ông bà các bác chị, Ngọc phải chờ chắc Ngọc nghỉ nửa tiếng sau Ngọc trở lại đi. Mình gấp mà là phải nửa tiếng, chứ con gà giống như mình mới ướp thì mình đem hấp thì nó sẽ không có mùi vị gì hết. Thì Ngọc sẽ chờ nha ông bà các bác chị, chờ nửa tiếng thì Ngọc trở lại. Chứ okay. Bây giờ gà mình mới ướp nó chưa thấm nha. Vậy đây. Hello ông bà các bác chị nha, wow cái gà nãy giờ nó khôn quá chừng. Bây giờ Ngọc sẽ đi nấu cơm nha. Ngọc nấu hai cái cốc gạo này ha, trong cái nồi cơm này của Ngọc nha, hai cốc ha. Mình muốn nấu bao nhiêu là tùy mình nha, tại vì Ngọc làm xong rồi Ngọc rủ chị Linh đồ ăn luôn đó. Thì bây giờ Ngọc nấu hai cốc, còn cái nước này là nước súp gà nha ông bà cô anh chị. Ngọc nấu riêng cái nước súp gà ha, cái con gà này là Ngọc không có đụng tới ha. Nhưng ngày hồi sáng mình làm thì mình có một chút xíu mỡ ở sau cái
sau cái photo của nó này ha, sau cái ông ngoài sau này nè, thì Ngọc lấy lại, rồi Ngọc lấy cái đùi gà của mình là đùi gà thường đó, đùi gà mềm đó, Ngọc nấu thành một cái súp ha, rồi cho nó lên nó hơi vàng vàng, nhưng mà nó không có vàng nhiều vậy đâu, Ngọc có bỏ giống như là một chút xíu bột nghệ vô nữa cho nó trở thành cái màu như vậy. Khi mà Ngọc nấu cơm, Ngọc muốn ăn với cái gà mà hấp gừng này, giống như cho nó nhìn nó bắt mắt, nó hấp dẫn nha ông bà của bác chị. Còn mình không thích thì mình chỉ lấy súp gà mình nấu là được rồi nha. Còn Ngọc thì màu mè lúc nào cũng vậy, Ngọc cái gì thì phải là nhìn nó đẹp đẹp mắt thì Ngọc mới chịu nha. Bây giờ Ngọc đã nấu 2 cắp ha, thì bây giờ Ngọc sẽ vô 2 cắp gạo này, gạo của Ngọc là nó để là gạo nàng hương đó ha. Thì Ngọc sẽ quay trở lại, Ngọc vô xong Ngọc quay trở lại, Ngọc đổ có bao nhiêu nước súp gà này ha, Ngọc để rồi thôi. Màu đẹp lên ha. Ngọc thích vậy đó. Cái này không biết có phải giống như gà Hải Nam không ạ? Thường thường nếu nhiều người ở đây đặt cái tên nó giống như gà Hải Nam. Thì lên là mình phải bỏ gà vô, thì lên mình nấu mình luộc con gà, mình lấy cái nước ha, mình lấy cái nước xong rồi mình mới nấu. Còn ngày Ngọc là Ngọc hát con gà luôn, ghi con gà hấp gừng xong rồi gà Ngọc biết chế. Còn cái nước súp là Ngọc làm riêng, tại vì Ngọc muốn giữ cái ngọt của gừng với gà đó, tại vì Hải Nam đó là mình phải bỏ vô mình nấu súp nha. Mình bỏ vô mình nấu súp hát con gà rồi mình mới vớt ra ha. Thì nó cũng ở trong đó đó, là mình cũng có bỏ nghệ vô trong cái một chút xíu trong nước súp trong con gà. Còn Ngọc thì Ngọc muốn làm hấp gừng riêng, cái này là giống như của người Hoa vậy đó chị Linh. Ngọc biết chế tầm lum vậy ha. Đó, Ngọc nói mà Ngọc là tàu chìm ha, nó không có nó nổi chìm chìm. Bây giờ là Ngọc vô rồi ha. Cái nước này nhớ ngon rồi của bác chị là nước súp gà Ngọc nấu riêng ha. Ngọc nấu chút xíu mỡ gà nè chung với đây nhưng nó không có vàng như vậy. Rồi Ngọc cũng đã nêm, vừa ăn nêm vừa cái khẩu vị của mình. Khi mà Ngọc ăn cái cơm này là cái này là đã vừa ăn rồi nha, cái súp này vừa ăn đó. Rồi bỏ chút xíu bột nghệ vô, tại Ngọc màu mè cái này là bột nghệ nha ông bà các bác anh chị đó ha. Bây giờ mình đổ vô đây đó, mình đổ vô cho nó vừa vừa cái đây, 2 cái cắp gạo của Ngọc ha, là Ngọc nấu tới số 2 là vừa rồi nha. Đây để Ngọc để đàng hoàng xuống. Đây Ngọc chia sẻ nha. Ngọc nghĩ ai cũng biết mà nhầm khi có giống như mấy em rồi giống như còn nhỏ đó ha. Nhầm khi cỡ tuổi con của Ngọc rồi đó, nhầm khi mình muốn nấu mà không biết thì cho nên Ngọc có giải thích chính xác như vậy nha. Chứ Ngọc nghĩ ai cũng biết nấu đỏ ha. Số 2 nha. Thấy số 2 không chị Linh? Ok, 2 khách. Thấy số 2. Rồi nó rất là thơm nha. Cái súp này nó rất là thơm. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ lên nấu, chèn cái màu này là Ngọc rất là thích ha. Bỏ lên Ngọc nấu nha. Bấm xuống mình nấu ha. Cái nồi này con Ngọc Ngọc nấu khoảng 20 phút á, mười mấy 20 phút là cái cơm nó chín. Thì bây giờ đó, Ngọc sẽ thêm khoảng 10 phút nữa đi nha. 10 phút nữa đi rồi Ngọc sẽ trở lại, Ngọc sẽ đi hấp gà. Nãy giờ làm lay quay giờ để đó. Rồi hấp gà mới chia sẻ. Hello mời cô bác anh chị nha. Nãy giờ đó Ngọc làm lay quay ha. Đi nấu cơm rồi Ngọc chờ rồi. Cái con gà này là đã trên nửa tiếng rồi ha. Cái này là bây giờ Ngọc sẽ bỏ một mớ giống như là hành lá vô. Còn cái hành lá này đó ông bà của anh chị ha, Ngọc để cái này là Ngọc để nha. Ngọc rửa sạch rồi mình Ngọc muốn giữ cái góc hành lại một chút xíu ha, đừng cho nó như kiểu cho nó đây hồi nó cho nó đừng có giống như nó thơm thêm nha. Cho nên Ngọc giữ Ngọc đặt cái dập dập cái mình không thích thì mình cứ tự nhiên mình cắt bỏ ha. Ngọc để vô tại hồi Ngọc hấp con gà, Ngọc muốn con gà nó rất là thơm ha. Mình cũng lót một mớ gừng ở dưới đây ha, mệt quá chị ha. Mình lót một mớ gừng ở đây tại vì Ngọc muốn con gà Ngọc hấp á, rồi mình bỏ vô trong nha. Cái này cũng bỏ vô trong nữa nha, mình phân cái gừng này nãy ra làm hai, mình bỏ nhiều nó thơm thôi chứ không gì chơi ha. Tại vì mình đã nói là gừng mà mình hát gừng nha, mình nhét hai bên cái kẻ bên cái ruộng gà đâu nha, tại nó có chấm này ha, mình cứ nhét vô. Rồi cái hầm này nha, mà của anh chị Ngọc cũng có nhét vô trong nha, nhưng mà trước khi nhét mình bóp cho nó chút xíu ha, mình bóp cho nó như mình bóp cho nó như cho nó thơm ha. Mình cũng chà lên con gà rồi mình nhét vô lại cho cái bụng, tại vì cái hầm này á thấy với lại hả nha, và có những cái là thơm như gà lắm nha. Lát nó ra này rất là thơm đó, mình sẽ hấp vô mình cho nó kiểu nó chờ rồi mình bỏ mình hấp thôi.
mà con gà này bây giờ nó thơm gừng hành quá xá giờ như mùi thơm nực nồng, nực nồng luôn á. Thì lên bây giờ cho nấu Ngọc ơi thơm quá Ngọc ơi, tại vì Ngọc muốn giữ con gà này lại về nè. Bà các anh chị đừng có bao giờ cắt con gà ra nha, mình bỏ vô ha. Mình để như vậy á là nó giữ luôn nguyên cái thơm trong đó ha, chứ còn mình cắt con gà ra làm đôi á nữa, cái mình ướp nãy giờ á thì nó sẽ ra hết cái thơm không có trẻ lên cái bụng nha. Ngọc để nguyên nè ha, Ngọc để nguyên, Ngọc nhát vô ha, nè Ngọc nhát đầy vô đây luôn đó. Bây giờ Ngọc để Ngọc hấp nha đó, mình cứ để cho ảnh nằm đó mình hấp lại thì Ngọc bỏ hết trơn vô rồi ha. Nó rất là thơm, bây giờ nó rất là thơm. Bây giờ Ngọc sẽ đóng cái nắp sửng lại ha. Bây giờ Ngọc sẽ chờ, hiện giờ đó là Ngọc chờ ha, còn bao lâu nó chín cái con gà này thì mỗi lần Ngọc xả hơi ra Ngọc sẽ trở lại với bà cô anh chị. Okay, chị Linh bây giờ chờ luôn đi, chị Linh Ngọc làm cái hành gừng luôn đi ha. Chị Linh ha, bây giờ hành gừng thì cũng giống như vậy nha. Đây cái gừng hồi nãy ha, đây gừng hồi nãy Ngọc sắc với hành ha, đó Ngọc sẽ bỏ vô trong đây á, làm một giống như là nè ha, để Ngọc chia sẻ luôn nè ha. Đây một giống như là một muỗng cà phê dung ha, đường nha, đó rồi mình bỏ chút xíu muối vô thôi ha, cũng nửa muỗng cà phê muối vô, nhẹ nhẹ thôi nha bà con anh chị, với Ngọc cho một chút xíu bột niêm gà vô ha. Đó bây giờ để đây, bây giờ mình đặt cái lò này lên, tại vì cái này là dầu nha, cái này khoảng coi hơn một muỗng ăn canh dầu nha bà con anh chị ha. Mình nấu cho nó nóng lên đi, hồi mình dư thì mình lấy lại thôi nha, Ngọc muốn cho nó dư lại rồi mình chế lại vô trong đây, tại vì mình phải chế vô trong đây, đừng có lấy cái này đổ vô nha, chế vô vậy thì mình giữ được cái mùi thơm, cái hành nó vẫn còn xanh ha. Đó. Rồi mình làm cái nước này nước trắng mà mình ăn với con gà này đó, vậy thôi chế lên trên cơm luôn thôi, mà bỏ lên cơm cho nó thơm. Làm cái này á bà con anh chị nấu vậy thôi, chứ làm chị Linh với Ngọc đồ ăn thôi, chứ con của Ngọc không ăn mấy cái gừng này, chỉ có ăn. Còn mình muốn thơm nữa đó ha, mình lấy cái dầu này nè, mình bỏ cái bằng cái hành tím đó, mình phi cái hành tím, mình lấy cái hành tím để bữa mình ăn cái khác ha. Rồi mình lấy cái dầu này nè, mình đổ vô đây nó càng thơm thêm nha. Bữa nay hơn Ngọc lười lắm làm nhiều thôi nhưng mà Ngọc nghĩ á, tại vì Ngọc muốn giữ nguyên thủy vừa hành vừa gừng thôi ha, cho nên Ngọc không có muốn bỏ vô cái củ hành tím mà mình phi lên nữa là nó sẽ ra cái mùi khác nha, Ngọc giỡn thôi nha, chứ cho nên Ngọc giữ nguyên thủy nó như vậy thì khi mình ăn đó là cái hành với gừng là trọn vẹn luôn, nó sẽ không có được giống như nó không có cái mùi khác ha. Cái này là kiểu của người qua người ta hát đó chị Linh. Mà chị Linh nãy giờ chị Linh thấy thơm phải không? Không nó thơm, nó tỏ lên luôn, tại vì cái con gà hấp gừng này nè ông bà cô anh chị, nó thơm đó là nhờ không phải là cái gừng miếng này không đâu, gừng miếng cũng giúp cho cái gà nữa ha, nhưng mà là cái bột gừng nha ha, cái bột gừng khi mà nó là nó sẽ giúp cho cái gà hấp hành gừng này nó rất là thơm, nó sẽ lên mùi rất là nhiều ha. Ôi, nó nóng tới đâu rồi, nhiều chuyện hồi nữa nóng quá trời đi, ok bỏ vô đây coi đó ha. Mình thử dầu như vậy là sâu lắm rồi nha bà con chị nha. Bây giờ Ngọc sẽ đây, Ngọc đang ở đây Ngọc chế cho thấy nè. Đây bên đó mình không có thấy không? Đó, giờ nó vậy. Mình phải chế vô chứ đừng có bao giờ mình đó ha. Đó, nó vậy là nó rất là thơm ha. Nó rất là thơm đó ha. Cái này gọi là giống như là hành gừng của mình á, rồi với dầu đó ha. Rồi mình nếu mà bây giờ trong lúc này đó mình thấy mình niêm nó, thí dụ Ngọc nghĩ nha, thí dụ nha, mình niêm hồi nãy mà Ngọc bỏ nó chưa có vừa miệng không bà cô anh chị đó, mình có thể thêm vô được rồi ha, cái đó là theo khẩu vị của mình ha. Ngọc thử coi làm sao rồi, mũi điểm nóng vuột cái lưỡi luôn đi, thử miếng này đi. Cái này là rất là vừa miệng ngang rồi nha bà cô anh chị, còn mình muốn thì tùy mình ha, nhưng đối với gia đình Ngọc thì Ngọc nghĩ về là được rồi đó. Rồi bây giờ Ngọc sẽ trở lại sau 15-20 phút cái con gà đi nha, chứ bây giờ là vậy thì nó lâu lắm hay chị Linh ha. Ok, đành đi đi. Hello bà cô bác chị nha, con gà con Ngọc nãy giờ Ngọc hấp được 20 phút rồi đó nha, mà nó thơm quá chừng luôn rồi ha. Bây giờ Ngọc sẽ dở nè. Wow chị Linh, nó rất là thơm rồi ha. Đó bây giờ là được 20 phút rồi, Ngọc nghĩ chắc khoảng nửa tiếng mới chín rồi cho nó chắc ăn nha. Đó. Ngọc chia sẻ từ từ ha. Đây cầm coi coi, nó cũng sắp chín rồi đó chị Linh ha, chắc ít như con nhưng mà Ngọc để thêm nó đi nha. Đó mình cứ Ngọc chia sẻ thôi nha,
mình cứ tự giống như mình đâu, Ngọc không có biết là ông bà của anh chị mình con gà của mình bị lớn ha, lớn hay nhỏ là do mình thử vậy nè đó ha. Ha, nếu mà nó không còn ra như cái nước màu hồng nữa là nó chín rồi đó. Đây nè, bây giờ nó đã trắng không rồi, nhưng mà Ngọc cũng giờ cũng cho chắc ăn nha. Mình cứ để thêm 10 phút ở đây là con gà này Ngọc hấp nửa tiếng đi chị Linh ơi, ha, cho nó chắc ăn. Xong rồi. Mà nó rất là thơm nha. Bây giờ chị nào mà Ngọc hấp chín đó thì Ngọc sẽ trả lại với ông bà của anh chị. Vậy thôi. Hello ông bà của anh chị nha. Bây giờ đây con gà này Ngọc nghĩ nó chín rồi ha. Tại vì mình sim nó đã không có còn ra cái màu hồng nữa nè ha. Nè. Nó rất là thơm, có thơm quá trời luôn. Ngọc sẽ gấp nó ra, bây giờ Ngọc sẽ gấp nó ra xong rồi Ngọc sẽ đi chặt nha ông bà của anh chị. Tại vì Ngọc chia sẻ chặt gà cũng nhiều lần quá rồi ha. Thì lần này ôi da nóng. Lần này Ngọc sẽ chặt xong rồi Ngọc sẽ chia sẻ về ăn nha. Ồ dạ nó. Nè cái chú xì của nó bây giờ nó ra quá chừng rồi đó ha. Con gà của mình là mình hấp nửa tiếng đó nha ông bà cô bác anh chị. Nhưng mà Ngọc cũng chia sẻ nha, tùy theo con gà nha. Cái con gà của Ngọc là Ngọc nói rồi đó, mình hấp gà là mình phải tự đó, mình tự kiểm tra nha ha. Đó, mình kiểm tra nó vậy là nó chắc chắn là nó sẽ chín rồi đó. Nếu mà nó không chín là cái này nó sẽ ra màu hồng đó. Mà nó ra màu trắng thì là chắc chắn nhưng mà con gà này của mình là gà màu trắng chứ không phải là gà vàng nha. Còn con gà này là con gà màu trắng ha, còn khi mình chét trong đây là cái nước nó ra là cho dù gà trắng hay gà vàng gì nó cũng phải là cái nước chảy ra màu trắng nha, còn màu hồng là nó còn sống nha bà con anh chị ha. Là Ngọc chia sẻ cái đó là giống như cho mấy đứa em còn nhỏ tuổi đó ha, giống như cỡ tuổi con của Ngọc rồi ha, Ngọc chia sẻ vậy thôi nha, chứ còn Ngọc nghĩ ai cũng biết hết. Bây giờ Ngọc sẽ đi chặt gà nha. Ok, quyết định gì đây? Hello bà con anh chị nha, đây Ngọc mới làm xong ha, đó Ngọc chặt ra xong con gà rồi. Cái này là hành gừng ha, rồi Ngọc bỏ một chút xíu hoa gừng với hành đó ha. Hành mình làm sợi nhỏ mình làm cho nó đẹp chứ nó thơm thêm, mình muốn ăn cái gừng mình cũng có thể ăn sống được ha. Hành cũng vậy nha. Cơm thì Ngọc cũng đã nấu rồi, Ngọc để vô đây ha, nhìn cho nó bắt mắt cho nó đẹp cho Linh đẹp cho thèm chưa. Đó bây giờ Ngọc sẽ lấy một miếng cái này là gừng với nãy mình nêm nếm muối với chút xíu đường, chút xíu rồi bột nêm gà rồi đó ha, là cái nước trắng của mình đó, nói chung là vậy đi hả. Còn cơm á thì bên đây Ngọc lấy như Ngọc ăn thử cho bà con anh chị, nếu như Ngọc cảm nhận thì Ngọc sẽ chia sẻ nha. Đây Ngọc thơm quá chị Linh ơi. Ngọc chặt nữa mà cái này con gà này ngon chị Linh ơi nè ha, hai miếng luôn dữ vậy. Hai miếng ra luôn hả? Ngọc tay nó đây nè ha. Đó. Rất là vừa tới tính chín tới nó luôn. Nó chín mà ngon luôn á nha. Nè, đây Ngọc. Nó mà con gà này bữa nay ngon lắm. Đây nè, Ngọc. Rồi mình bỏ cái này lên ha, mình bỏ cái này lên. Mình ăn nhiều hay ít là do mình đó nha. Đó. Đây nè. Chàng ơi. Ngon chưa Linh? Đó. Thôi Ngọc mời ông bà có anh chị nghe để Ngọc ăn gà trước đi rồi Ngọc sẽ ăn cơm sau ha. Ăn gà trước, bỏ cái hành gừng qua đây. Thôi Ngọc mời bà cô bác anh chị, Ngọc mời cho Linh nghe. Cái này là gà của Ngọc là gà hấp hành gừng ha. À, của giống như cái này là của người qua nha. Thôi Ngọc ăn trước nha chị Linh. Nó thấm mà nó rất là ngon nha. Bây giờ Ngọc sẽ ăn cơm. Cái cơm này Ngọc biến chế hấp con gà còn nước súp thì nó nấu rồi ha. Thôi Ngọc mời bà cô bác anh chị nha. Cơm này Ngọc nấu với súp gà nha, với chút xíu bột nghệ vô đây ha, với mỡ của con gà này để coi nó béo cỡ nào nha. Ngọc mời cho Linh luôn nha, cho Linh ha. Ăn trước đi. Ngọc lên rồi. Thôi ngon quá chị Linh. Mình ăn hai cái này nó hoài với nhau thiệt là ngon. Ngọc ăn luôn miếng này cho hết luôn cho chị Linh thèm chơi. Ngọc mời bà cô bác anh chị nha. Ngọc mời cho Linh ăn trước đi. Con gà này á, Ngọc hấp á, còn miếng xương. Ngọc hấp là 25 phút ha, quà của các bác anh chị ha. Nó rất là vừa ăn luôn nha. Nó vừa ăn mà con gà hồi nãy Ngọc ốp á. Ngọc để coi 45 phút hay chưa lên ha, nãy mình làm vòng vòng mình lay quay ha. Đúng rồi. Là vừa ăn luôn, nhưng mà con gà này á, nếu ông bà các anh chị mình gấp á, thì mình ốp khoảng từ 1 tiếng lùi lại. Còn nếu mà mình muốn ăn trong ngày mơ chiều mình ốp ha, sáng mình hấp mình ăn,
chiều mình ăn, sáng mình cũng ướp. Ngọc bảo đảm ai cũng thích cái con gà hấp này ha. Rồi mình nấu một xíu cơm, mà đừng có nấu cơm trắng, mình chịu khó đi, nấu với nước súp gà vậy đi, ăn rất là ngon. Nhưng Ngọc nhắc lại nha bà con anh chị, cái nước súp gà này là Ngọc có nêm nha, mình nêm nhẹ trong đó, cũng giống như nước súp mình ăn ăn giống như hủ tiếu, rồi nêm nhẹ nhẹ vô trong đó chút xíu, chút đường, chút bột nêm gà, rồi với chút muối rồi vậy đó ha. Rồi cái mỡ con gà nè mình bỏ vô đó thêm nữa ha, thì mình nấu lên cái nồi cơm mình ăn như vậy rất là tuyệt vời. Thì hôm nay Ngọc gửi cho ông bà cô bác anh chị cái món gà mà Ngọc hấp gừng với hành ha. Thì có cơm giống như vậy, nấu gà hải nàm thì Ngọc nghĩ không phải đâu nha, hải nàm là mình phải bỏ chung vô cái nồi súp nha, mình nấu nha. Cái này là Ngọc biến chế tùm lum hết như vậy, thì Ngọc gửi cho ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái dĩa gà với cơm của Ngọc nha. Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác chị đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều và thương hai chị em. Thứ nhất là thương Ngọc nhiều cái comment Ngọc rất là ấn tượng và rất là thương ha. Thì nếu thương cái kênh Ngọc Linh TV Canada thì hãy cho cái kênh Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác chị nhiều lắm nha. Trước lúc tạm biệt, cho Ngọc kính chúc ông bà cô bác chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Ngọc mong một ngày gần đây gia đình mình sẽ có một cái món gà hấp hành gừng giống như Ngọc để mình thưởng thức trong gia đình tôi luôn nha. Tạm biệt, bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều, bye bye.